Xin chào mọi người. Hôm nay là buổi tối ngày Chủ nhật. Thực sự là từ chiều từ cả ngày hôm qua đến ngày hôm nay, hai ngày thứ bảy và Chủ nhật mình được nghỉ ở nhà. Nhưng mà đóng hàng quá là bận rộn luôn, cho nên là không thể nào mà có thời gian mà đăng video giới thiệu với các bạn những cái con máy mới được. Thực sự là quá bận luôn. Rất là nhiều khách hỏi bảo là sao hôm nay không thấy anh lên clip mới. Đấy, thì các bạn thì hiểu rằng là mình thì là nhiều khi là tập trung vào để những cái đơn hàng lớn hoặc là những cái đơn hàng nhiều thì là mình sẽ đóng vào những cái ngày thứ bảy và Chủ nhật. Đấy, đợt này thì cũng Covid cho nên là cũng ít người làm. Thế cho nên là đóng hàng thì là cũng phải mình phải trực tiếp đóng nhiều những đơn hàng lớn vì là cũng cắt giảm người làm, thực sự là hơi vất vả một chút. Tuy nhiên rằng là đến hôm nay cuối ngày Chủ nhật, tối ngày Chủ nhật rồi, mình cũng tranh thủ để lên một cái video giới thiệu với các bạn một cái con máy cắt cỏ của hãng Komatsu Zenwatt. Komatsu Zenwatt đời mới. Đây là con máy đời mới các bạn nhé. Mã của nó là TRZ260EZ, Made in Japan, hàng Nhật bãi đã qua sử dụng các bạn nhé. Đây là con máy đời mới của Komatsu Zenwatt, 26cc, đường kính piston của nó là 34 ly. Đấy, thì nó là hàng Nhật bãi đã qua sử dụng và còn zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Còn zin nguyên bản, hình thức thì khá là đẹp, các bạn có thể thấy hình thức vào đây, khá là ổn, khá ok, đời mới. Nó sử dụng bộ chế hòa khí của One Pro các bạn nhé, chế One Pro, chế của nó đây, chế của nó giống cái loại chế máy cưa, cho nên là loại này thì nó khá là tiện. Các bạn có để biết được những cái con máy cưa nó dễ lổ như nào rồi thì cái con này thì nó cũng thế các bạn nhé, nó tiết kiệm xăng đấy, và nó hoạt động là nó linh động, nằm để máy đứng, máy nghiêng, máy ngả, máy dốc ngược rồi máy đủ các kiểu thì nó cũng đều lổ bình thường. Cái bộ cần của nó thì cái phần bên trên này nó bị trầy xước mất cái tem, nhìn bóng bóng đây thì nó vẫn còn cái chữ là Zenwatt TRZ 260EZ Made in Japan. Chắn cỏ và đầu bò zin đây các bạn nhé. Chắn cỏ và đầu bò zin. Các bạn có thể thấy được là cái bộ này của nó đây, khá là ok. Đấy. Đầu bò zin của nó. Tay ga vừa bóp vừa gạt luôn các bạn nhé. Các con ốc của nó đều là ốc lục giác sao. Trên con máy này thì toàn ốc lục giác sao hết. Công tắc tự động này, công tắc tự động nhé. Đây chúng ta bấm như này cái thì là nó tắt, nhả ra cái thì điện nó tự động mở ra. Đây là cái tay bóp này để chúng ta là cái tay an toàn nhé. Chúng ta bóp này thì chúng ta mới gạt được. Đấy, chỉ trừ khi bóp này chúng ta mới gạt được. Còn nếu như chúng ta nhả ra cái thì là ga nó sẽ tự động nhả về. Đây là chế độ an toàn các bạn nhé. Nhiều khi chúng ta bị trơn trượt tay trượt chân thì chúng ta sẽ không may chúng ta buông tay ra thì là ga nó sẽ về và cái dao nó sẽ không chạy nữa các bạn nhé. Dây ga và dây điện thì được luồn ở trong cái ống ruột ga này. Dây điện đây, dây ga thì được luồn phía dưới này, rất là tiện gọn gàng. Bình xăng thì là khá là dày dặn và có hai cái đế chân cao su này để tốt tì đỡ thân máy, khá là tiện. Con này nói chung là hình thức thì còn khá ổn, khá mới, đời mới các bạn nhé. Con này thì có giật trợ lực thì có trợ lực các bạn nhé, trợ lực nhỏ thôi, không phải trợ lực lớn. Mình sẽ test nổ chiếc máy để cho các bạn tham khảo nhé. Đây mình sẽ nổ máy cho các bạn tham khảo đây.
thao tác lại cho các bạn thấy này. Máy có giật trợ lực lên, chúng ta chuyển kéo ra phát là nổ này. Trợ lực các bạn nhé, rất là tiện. Máy rất dễ nổ luôn, mà con này cũng khá là khỏe, khá là ổn rồi. 26cc thì nó rất thích hợp với nhu cầu sử dụng các gia đình. Đấy, thì những cái con máy này thì nó lại thiết kế nhỏ nhẹ nữa, nó thích hợp với lại những người lao động là lớn tuổi này, phụ nữ, hoặc là những cái người mà nói chung là nhu cầu sử dụng ít thôi, gia đình tầm vài ba sào ruộng rồi là, hoặc là vài ba cái sào vườn thì chúng ta cắt những cái cỏ này thì ok. Con này thì bình thường thì là chúng ta có thể là dùng dao phát để chúng ta cắt cỏ, hoặc là nếu như mà cỏ lon, cỏ mềm, cỏ thưa thì chúng ta có thể là dùng ổ cước bình thường các bạn nhé. Đấy thì nói chung con này là khá là ổn rồi, khá ok. Đấy, nó rất nhanh nổ, rất tiện, rất rẻ. Như những con máy này cái thời điểm không trước khi Covid ấy, nó hoặc là những cái thời điểm mà nó trạng thái bình thường mới rồi đấy, thì giao hàng toàn quốc rồi là tiện lợi thì là mình bán cái con này với giá là khoảng 2,2-2,3 triệu. Tuy nhiên là bây giờ là dịch Covid cho nên là mình sẽ có giá hỗ trợ cho bà con, thì giá của nó sẽ giảm 200-300 nghìn một máy các bạn nhé. Chi tiết giá thì mình sẽ ghi phần mô tả video. Bạn nào mua hàng thì liên hệ với mình qua số Zalo là 0983804084 để đặt mua hàng nhé. Sản phẩm này thì nói chung là khá ok rồi, tiện lợi để chúng ta dùng cái máy này thì là thoải mái. Bạn nào mà mình nhắc lại nhé, bạn nào có nhu cầu mua những con máy này thì liên hệ với mình qua số Zalo là 0983804084 nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.